Xin chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Video này mình sẽ chế tạo dụng cụ định tâm sẽ giúp định tâm mũi khoan khi sử dụng máy khoan tay. Ở đây mình sẽ dùng tấm thép có chiều dài là 6 ly. Mình sẽ cắt 4 tấm 80 x 20mm và 1 tấm 80 x 105mm. Mình sẽ lấy dấu và khoan tạo ren trên 4 tấm thép 80 x 20mm. 2 tấm để hàn vào cữ, mình sẽ tạo ren M10 hai bên và khoan lỗ 11 ly ở giữa. 2 tấm thép còn lại mình sẽ khoan ở giữa và tạo ren M10. Mình sẽ tạo khoảng 3 ren để khi siết ốc nó sẽ đứng lại ở ren thứ 3 chứ không xuyên qua. Tiếp theo là mình sẽ hàn 2 tấm thép có 3 lỗ vào tấm thép lớn. Mình sẽ hàn đính vào hộp như thế này để khi mình hàn nhiều sẽ hạn chế sự co giãn ở điểm hàn. Mình sẽ tận dụng lại những vòng bi bạc đèn cũ để làm cư lỗ của mũi khoan 8 ly, 10 ly và 12 ly. Tiếp đến là mình sẽ kẻ chia đôi cữ và đặt các vòng bi vào tâm của đường kẻ đó và hàn lại. Sau khi hàn xong mình sẽ khoan các lỗ tương ứng với lỗ trong của vòng bi. Ok, như vậy là đã xong, mình sẽ thử khoan lại với hộp 30 hồi nãy mình khoan mà không sử dụng cữ. Như các bạn cũng đã thấy, lỗ khoan bằng cữ sẽ tròn và thẳng hơn.
Ok, mình sẽ kết thúc video ở đây. Nếu mà các bạn thấy dụng cụ này hay và có ích cho các bạn thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn. Bye bye.